Cô nên nhớ tất cả những gì chúng ta đã thỏa thuận, đừng có làm sai đấy. Anh yên tâm, ở một góc độ nào đó thì không phải là anh là người được giải thoát, mà tôi chính là người được tự do. Ly hôn đúng là một cơn ác mộng, nhưng rồi tôi sẽ tỉnh mộng và sống tiếp. Biết đâu một ngày nào đó chính tôi sẽ làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Anh và cô ta xứng đôi với nhau lắm. Thật đấy. Cô định chúc phúc cho chúng tôi đấy à? Làm gì có. Tôi đang chờ đến ngày anh sẽ nhìn thấy bộ mặt không hóa trang của cô ta. Chờ đến ngày hai người quay ra cắn đắng và cấu xé nhau. Tôi thấy trong lòng mình vui lắm. Chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng đó thôi là tôi thấy những bẽ bàng mà hôm nay mình phải nhận là xứng đáng. Cô đợi đi. Tôi với anh bây giờ đã ly dị. Tôi sẽ không phải hàm ơn anh nữa. Từ giờ chúng ta hoàn toàn sòng phẳng. Tôi bây giờ không phải là người đứng dưới mái hiên mà phải cúi đầu. Nên anh hãy nhớ cho một điều rằng anh tát tôi má phải, tôi sẽ tát anh má trái. Và cả cô ả kia cũng vậy.